Rồi. Trung Kim Ô Tô chào tất cả anh chị em nhá. Hôm nay này có một anh tên là gì ạ? Phú Phú. Anh Phú ở chỗ nào? Mãn Đức. Tân Lạc Hòa Bình. Tân Lạc Hòa Bình. Anh có đến nhà em là anh có chốt con xe biển 21T26888. Đây nhìn chỗ quay gần đấy đây. Đấy. 21T26888. Chốt hôm trước. Chốt hôm trước. Và hôm nay đến đấy. Đúng không? Tiền thì chuyển đủ rồi, em ghi nhận. Thế bây giờ em hỏi anh là bây giờ cho anh cơ hội nhá, không để về nhà nó đam mê nó khổ lắm. Con này với con này là tranh nhau của nó là con này xong lên là 70-80, tranh nhau là 30 triệu nữa. Đấy, em để cho anh con 110 triệu thì anh lấy con này, cái tùy. Đấy. Con này sẽ hồ sơ cho anh. Con này thì được cái biển đẹp đi cũng vẫn ok. Vâng. Nhưng mà anh muốn thực ra đam mê một chút mà muốn vừa để đi lại vừa sưu tầm lúc ấy thì anh con này nó ngon hơn. Anh thôi đổi sang con này, lần đời con này. Vâng. Thêm 30 triệu nữa, anh lấy con này về để anh đi và nói chung là chơi, sưu tầm. Thế này công khai với em động mạng nhá, là cái con xe này anh ấy chốt rồi. Nhưng anh em đam mê mà. Anh thấy con này ngon hơn, zin hơn, chất hơn. Đồ zin ý như nhau nhưng hơn nhau một cái máy zin. Thì anh ấy đổi cho con này. Thì con này em lại nhượng lại cho anh em nào thích. Đây, quay lại, quay vòng đi em. Đây nhá, nếu anh chốt chắc con này chưa ạ? Chốt. Nói chung là thật là đam mê đấy. Anh chốt rồi, tiền chuyển xong rồi. Anh ok, đấy nhá anh em nhá. Đấy, anh ấy chuyển tiền thì anh thêm tiền để đổ con này. Thì bây giờ con này em lại nhượng lại cho anh em. Đây, anh nhìn hết một lượt đây. Đây, quay video lại, để anh làm video cho. Đấy, đây anh em nhá. Em công khai này, tức là hai chiếc xe này đều zin như nhau. Đấy, anh ấy đặt em chiếc này. Và có một anh trai ở trên mạng ấy bảo kia ơi, lúc nào có con nào biển 21 T2 đấy thì alo cho anh thì đây nhá. 21T26888. Sinh nhan 4 củ, sinh nhan zin nhá. Sinh nhan zin này. Đấy. Bô này, vành bánh zin hết nhá. Bình xăng cốp zin hết. Đấy, tem zin 11. Đấy. Hơi đầu bò sạch sẽ bóng loáng nhá. Đấy, dè vành bánh đây. Sinh nhan zin, đồng hồ zin này, đồng hồ rất đẹp nhá. Đấy. Là cùng con tắc zin này. Đấy, tất cả hệ thống thì em coi sinh nhan đầy đủ. Con này về sẵn đổ xăng rồi chạy. Đấy. Và anh ấy đã chốt rồi. Nhưng mà anh về nhà anh em anh thấy con này đẹp hơn. Đấy là cái đam mê thì anh em mới hiểu được. Anh ấy lưng đi con này. Đấy, nâng đời. Nâng đời. Rồi. Thế thì bây giờ là hai con này tranh nhau mấy chục triệu. Thì em nói thật sự với anh em này này, em phải có video công khai để anh biết là cái xe này anh ấy chốt rồi, nhưng anh đổ sang con này. Đấy là anh hôm nay xuống lấy xe này này. Nhưng mà cái con này em mới về anh ấy thích. Anh thích thì anh chốt, ok thì em để lại thôi. Vì em là người kinh doanh thì con này em lại bán cho anh em khác. Đấy, xe rất là đẹp. Ngon lành, êm chất. Đấy. Tem vắt đời cao nhá. Con này đời cao anh em nhá. Con này đời cao này. Đấy, tem vắt bình xăng vuông này. Khóa một chìa anh em nhá. Khóa một chìa, combo một chìa. Đấy. Ổ khóa này. Đồng hồ đẹp này. Gương này. Tay nắm zin này, cùng con tắc zin này. Đấy. Tất cả anh em nhìn này. Cái yên thì em có thể vào yên zin cho anh em được. Vành trước vành sau đều zin hết anh em nhá này. Vành trước vành sau zin hết này. Đấy. Chắn xích zin này. Thụt sau Indo này. Đấy, lốc này. Hơi đầu bò. Đấy. Zin hết anh em nhá. Đây zin này. Đấy. Anh đổi sang con này. Đấy, anh đổi sang con này. Nhưng mà anh cho em xin cái cảm nhận là em hỏi thật là lúc thì thích con kia bằng được. Không tiền thì chuyển đủ chỉ chờ sang ngày xuống đấy. Sao bây giờ tự dưng anh đổi sang con này là lý do gì mà anh đổi sang con này? Con kia thì mọi thứ đi ổn. Nói chung là cũng ổn nhưng mà ổn thì anh đổi sang làm gì? Cái máy kia thì nó chưa zin bằng con này. À rồi. Zin. Đơn giản là anh thích zin. Rồi. Nói chung mấy chú gái cũng thích zin. Không phải anh ơi, nhiều khi anh thông cảm này, bọn em lên mạng mà có video. Đấy, dù người ta nhưng bảo là mày diễn hay không diễn là không quan tâm đâu. Vì thực tế nó là như thế. Bây giờ anh thích đổi sang thì em đổi cho anh thôi. Nhưng mà vì em đã chốt đăng con kia là đã bán cho anh rồi. Mặc dù con xe rất nhiều người hỏi nhưng em bảo em bán rồi. Thế hôm nay anh ấy đổi sang. Anh ấy đổi sang nhiều người không hiểu. Ơ mày bán rồi sao lại bán lại. Và ra đây là anh đổi xe. Anh đương đời. Đúng không? Ừ. Đấy. Nói chung là anh em mà có điều kiện thì mới đầu thì chúng ta cái gì tôi quan điểm tôi thì cái gì đổi được chúng ta cứ đổi. Có gì rồi. Không đổi được phải chịu. Đúng rồi. Mỗi vợ không đổi được phải chịu thôi đúng không? Thế còn xe thì đổi được cứ đổi thôi. Đầu tiên anh chỉ bảo kia đây tìm cho anh còn tầm 5-6-70 đúng không? Sau anh dọn vào thành 80, sau anh đổi sang con hơn 100, em chẳng hiểu tại sao luôn. Đây thực ra là hôm nay nếu anh đổi sang này do em đấy, em mới lấy về xong em chưa kịp đăng. Thế là ông anh ông ấy bảo thế mang cái cho anh xem nào, ông xem xong đi ông sướng. Thế là ông đổi luôn. Đấy ok. Nếu có điều kiện các đồng chí mà chơi biển đẹp thì lấy con kia. Mà con này biển đẹp mà. Đây con này zin hết mà. Đồ đẹp mà, 688 máy êm chất. Thôi được rồi, mày quay video để chú bắt tay anh đi cho anh về cho nó đẹp ngay.
Trước hết là em đăng ký em sẽ gửi trực tiếp cho anh nhá. Trước hết như này nhá, con này là nó ngoài dự định, em không nghĩ anh lấy đâu. Thì nếu mà ví dụ người ta rút được sơ thì là coi như tiền nó ra bao nhiêu em hỗ trợ sang tên anh. Còn nếu mà nó em rút lại được, em bỏ tiền túi ra thì em bỏ một vài trăm cho anh ấy lấy lại cho em. Okay. Thì là thôi em không lấy tiền. Còn nếu mà vào tên anh thì anh gọi là hỗ trợ thì hai bên anh em mình hỗ trợ. Okay. Đấy thì vì con này là anh em mình đột xuất chứ không phải là chủ định đấy. Vì chủ định của anh là lấy con này. Nhưng anh lên con đẹp thì con em đang rút hồ sơ, em mới lấy xong. Đấy anh em nhá, đây là câu chuyện là rất là tình cờ và bất ngờ. Anh tên là gì nhỉ? Anh Phú, anh ở Mạn Đức, Tân Đạt Hòa Bình. Anh có đặt con biển 21T26888 nhà em. Đây. Và em đã quay công khai đã bán rồi đúng không? Nhưng nay anh có đến nhà em là cái xe mới về xong. Em vừa về xong đúng không? Nếu tuần trước anh lên là chưa mua được con này đâu. Nên là em vừa về xong thì anh ấy bảo thôi để lại cho anh con này. Anh cắt thêm tiền anh mua thì nó zin. Thế thì em chấp nhận để thì để chờ hồ sơ thôi. Đó, nếu mà chờ cũng được mà anh cứ vâng. Để đấy, không phải vì nó ngoài dự định. Nếu mà anh bảo em sớm ấy, hoặc anh biết sớm ấy, anh nên sớm ấy thì con này em không rút hồ sơ nữa. Em rút hồ sơ rồi. Đấy thì trước hết là rất cảm ơn anh. Chúc anh đi tốt dùng bền, chúc anh và đình sức khỏe toàn bình an trong quá trình sử dụng. Có vấn đề gì cứ điện cho em gửi đồ. Và anh em bạn bè mua xe có giới thiệu cho em. Đấy còn anh rất là vui vẻ, anh chấp nhận chứ. Không đến lúc này bảo là em ép buộc. Nói chung là mình quyết định giống lấy vợ quyết định rồi là. Rồi ok, là không thay đổi. Và mọi thứ có thể thay đổi được, riêng vợ là không thay đổi. Ok. Đấy, các đồng chí lên giữ vợ. Đấy, xe có thể đổi được. Đấy, nên giữ vợ nhá. Đấy, em dắt xe đây em nhờ anh. Bọn em chưa ăn cơm đấy. Anh nên đúng cả chưa. Anh nên cứ mũ đi, quay đi. Thôi, phép anh em nhá, tôi đi xe về đi hơn 100 cây đấy. Đấy. Đi hơn 100 cây hả anh? 108 cây chính xác. Thế anh đi lúc mấy giờ? Anh đi lúc điện chú xong anh em sáng xong 8 giờ hơn. 8 giờ và bây giờ là 12 giờ. Ui. Cả mấy tiếng. Đi về thôi. Ok anh. Em cảm ơn anh nhá, một lần nữa chúc mừng anh đã được một xe ưng ý. Thực sự này em nói thật lòng là cái con này em không nghĩ anh lấy đâu. Em nghĩ anh lấy con này, em nói bừa cái giá em cộng vào mấy triệu đấy. Vâng, ok, cảm nhá. Ơn nhá. Vâng, vâng. Cảm ơn chú Kiên Mô Tô, chúc vâng. Chú thì làm ăn càng ngày càng tiến bộ. Vâng, và em cảm ơn anh ạ. Vâng, vâng, anh về nhá. À, xem còn nhiều xăng không anh? Để xe tự anh đổ được. À, vâng, vâng, ok. Ok, anh em kèo rất thơm luôn. Tức là ngẫu nhiên thôi anh em ạ. Không chỉ bán con này đâu, thế là hành bán con này. Ok, cảm ơn anh nhá. Ok, anh em ơi, thực sự là rất là tình cờ và bất ngờ. Thật sự luôn, em không biết nói gì. Tức là anh ấy đặt con xe này anh em đây, em đã đăng lên mạng rồi đấy. Em bảo là con này là bán cho anh ở, anh em xem video là con này em bán cho anh ở Hòa Bình đúng không? Và rất nhiều anh em hỏi còn không. Thì bây giờ là anh ấy lấy con hơn 100 triệu anh em rồi. Thì bây giờ em để lại con này cho anh em, giá chỉ vài chục thôi. Đấy. Thì bây giờ anh em nào mua thì alo nha cho em đừng nhắn tin. Con này là zin kín xe anh em nhá. Bộ zin nhá. Tức là zin kín xe. Đấy. Mỗi cái yên này này, em vào yên zin nữa là xong. Vào yên zin nữa là xong. Đấy, con này zin hết anh em nhá. Zin kín xe, zin 98% anh em nhá. Nếu anh em chủ mua lại chiếc xe này alo nha cho em. Thôi. Rồi để chú quay video cho, đi vào ăn cơm đi. Vì đúng giờ ăn cơm. Đây, anh em này. Anh em mua chiếc xe này alo nhanh cho em. Đây là một đại gia lên đời đổi nhá. Đây pha đèn em quay qua này. Pha đèn vành đèn lại này. Con này em có quay con này có video đấy. Em quay video anh ở Hòa Bình đấy. Đây này, sinh nhan zin hết KGD này, hai bên này. Đấy, đồng hồ đẹp này, vuông góc này anh em nhìn kỹ này. Vuông góc nhá. Khóa một chìa anh em nhá. Khóa một chìa. Khóa một chìa. Con này đạp nhẹ lổ máy êm chất, em có video rồi. Cùng công tắc zin này, bình xăng zin này, lắp bình xăng zin này. Đấy, tất cả vành rè, vành zin này. Đấy, chắn xích zin này. Đấy, thụt sau zin này. Đây là vành zin anh em nhìn thấy chưa? Vành zin này này. Đấy, vành zin đây này, zin hết nhá. Đấy, mà biển rất là đẹp. À, trai Phú Thọ đấy. Có ông anh nào bảo kia đây hôm nào mà con là biển 21 mà này. À hôm nay bảo em là kia được con 21, 68 đã còn không thì đây nhá. Nếu đúng là cái duyên đến được tay anh là quá là duyên. Vì anh ấy lâng đời. Anh nhá. Còn nếu mà anh nào mà thích xe biển 21T2 này hôm nọ dặn em thì lên mua ngay anh nhá. Bô này, bô 3 lớp này, bô zin nhá. Đấy, vành bánh trơn tru. Đấy. Ok. Tất cả mọi thứ là hoàn hảo, anh em về sẵn đổ xăng chạy. Chủ mua thì alo nhanh cho em qua số 0358 444 888. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều. Em có video chi tiết nó rồi đấy anh em nhá. Đấy. Nếu chiếc xe này anh em mua được nó quá lộc luôn. Vì anh ấy đổi xe. Anh ấy mua rồi nhưng anh lên anh thấy con ngon hơn anh đổi thôi. Chứ không vấn đề, anh cũng chưa đi về nhà luôn. Anh lên anh thấy anh đổi thôi. Cái tâm lý con người thế mà. Nhà ta có điều kiện thôi anh em ạ. Nhà điện thực hiện ta đổi đời thôi anh em ạ. Đấy. Ok nhá. Tôi chào tất cả anh em nhá. Anh em tạm dừng video đây ạ. Một lần anh em mua thì nhớ alo cho em, đừng nhắn tin. 21T2 6888 đại gia lên đời đổi xe. Đấy.
Ok anh em nhé, em tạm dừng video về ăn cơm này, muộn rồi.